Hiện tại thì em cảm thấy rằng là em cũng rất là muốn, nếu như mà được cái sự đồng hành đi hát cùng với ông xã em về nhạc thánh ca, hoặc là hát những cái gì đó liên quan đến nhạc thiếu nhi, hoặc là có thể là nhạc tình, thì cũng là một cái niềm vui cho em. Đó, cứ đồng hành cùng với nhau thì em rất là sẵn sàng. Vì con cái bây giờ cũng đã lớn hơn rồi. Bên cạnh đó thì hiện tại em cũng đang có một cái business riêng về chăm sóc mái tóc cho phụ nữ. Nên là bên cạnh là việc chăm sóc gia đình thì em cũng có một chút xíu gọi là niềm vui riêng của mình, thì em cảm thấy ok, ổn. Bích ra sản phẩm Ave Mary là dầu gội trị rụng tóc. Mà anh rất là tiếc là không trải nghiệm nào, được làm cách nào để có thể trải nghiệm sản phẩm và cũng như là để quảng bá sản phẩm cho vợ. Đúng nghiệt hả vậy đó. Mặc dù là sản phẩm rất tốt, được feedback của khách hàng rất là tốt, nhưng mà riêng về bản thân chồng thì lại không trải nghiệm được, cho nên là không sao, mốt mình có thể hát trong những cái sự kiện mà vợ ra mắt sản phẩm cũng là một cái cách mà mình ủng hộ, đúng không?